Theo dự thảo nghị quyết, mức chi tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng với mức chi 15 triệu đồng một đợt, chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn bồi dưỡng với mức chi cao nhất 1 triệu 177 ngàn đồng một ngày đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Thấp nhất là kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 238 ngàn đồng một ngày. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên từ 1 triệu 4 đến 2 triệu đồng một ngày. Cơ bản thống nhất với tờ trình, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện tờ trình trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ở kỳ họp sắp tới.